Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin được kính chào tất cả quý ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta có sự hiện diện của Cha Luân, Cha Lưu. Ngài ở đây, Ngài có một nhà rất là nhỏ nhỏ ở đây, nên Ngài đến cùng đồng tế với chúng ta ở đây, rồi Ngài cầu nguyện cho phái đoàn của chúng ta. Chúng ta biết là chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng mân côi của Đức Mẹ. Cho nên rất là với cái tâm tình đó chúng ta dâng lễ kính Đức Mẹ mân côi ngày hôm nay để tiếp tục cầu nguyện cho tất cả mỗi anh chị em chúng ta thêm nhiều ơn Chúa để có sức mạnh để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho tất cả phái đoàn của chúng ta và cũng như cầu nguyện cho tất cả những người chúng ta có ý cầu nguyện cho. Có thể là những cha mẹ, những người nhắn nhủ chúng ta là cầu nguyện khấn cùng Đức Mẹ. Rất nhiều người được ơn lành, ơn phép lạ thì do cái lòng tin của tất cả quý vị. Quý vị tin được bao nhiêu thì Chúa Đức Mẹ sẽ ban cho quý vị. Chúng ta hãy mở lòng ra để lại đón nhận ơn đặc biệt của Chúa, để có những người chúng ta cầu nguyện sẽ được những ơn đặc biệt. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời Thiên Sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con một Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn Thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Chúa chịu chết khổ hình thập giá và nhờ lời Thánh Mẫu cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chích sách sáng thế. Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: Ngươi đang ở đâu? Ông đã thưa: Tôi đã nghe tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi vì con trần truồng và con đang ẩn núp. Chúa phán bảo ông rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi không được ăn ư? Adam thưa lại: Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con ăn trái cây và con đã ăn. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: Tại sao ngươi đã làm điều đó? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn. Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muôn thú địa cầu. Mi sẽ bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa mưu duệ mi và mưu duệ người đó. Người mưu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người.
và Adam đã gọi tên vợ mình là Eva, vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi. Miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi. Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yêu đuôi được mạnh khỏe thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khói phải làm thuê. Người son xẻ thì sinh năm đẻ bay, còn kẻ đông con phải heo tàn. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, cứu độ tôi. Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống. Chúa đẩy xuống âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có. Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. Alleluia, Alleluia. Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ được chúc phúc giữa các phụ nữ. Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isa-ve chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và đấy đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son trẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì Ngài là đấng cứu độ tôi. Thưa anh chị em từ Hoa Kỳ và một số anh chị em từ bên Đức, chúng ta hạnh phúc đang ở trước mặt Đức Maria. Chính nơi đây là chỗ Đức Mẹ hiện ra năm 1917, và chúng tôi mới được tham dự với cả mấy trăm ngàn người hành hương trong tối ngày 12-13 vừa qua, kỷ niệm 107 năm Đức Mẹ hiện ra nơi đây. Mẹ hiện ra mặc áo mặt trời. Mẹ hiện ra để chỉ cho chúng ta những con đường mà chính Thiên Chúa đã mở cho chúng ta trong bài phúc âm và trong bài đọc thứ nhất. Thiên Chúa là Cha và là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và chúng ta quên mất điều đó bởi vì chính tội lỗi và chính cuộc đời chúng ta làm chúng ta xa Ngài. Chính tội đã đưa ông bà tổ tiên chúng ta đi xa lạc mất. Và chính con rắn đã xui ông bà tổ tiên chúng ta làm những điều bậy chống lại Thiên Chúa. Và chính mẹ Maria, hình bóng của mẹ Maria ngay ở trong Cựu Ước, ngay ở trong sáng thế đầu tiên, chúng ta đã thấy hình bóng của một người phụ nữ sẽ đạp dập đầu con rắn. Và con rắn đó chắc chắn anh chị em biết là con rắn Satan, ma quỷ, xúi dục chúng ta làm những điều xa Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội là mỗi lần bóng tối nó bao trùm địa cầu này, thì nó cũng bao trùm cuộc đời của anh chị em với tôi. Mỗi lần chúng ta xa lạc Thiên Chúa thì chúng ta cũng xa nhau, và chúng ta cũng mất hạnh phúc đi trong cuộc sống của chúng ta, mất đi bình an. Linh hồn con ngợi khen Chúa bởi vì Chúa đang thực hiện những điều lạ lùng nơi mẹ Maria, và mẹ chỉ cho chúng con ngày hôm nay trong những ngày hành hương này. Chúng con nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, sự hiện diện của Chúa giữa lòng chúng con. Và trái tim của chúng con, nếu chúng con phạm tội, nó sẽ làm chúng con xa Chúa, xa nhau. Thì những ngày hành hương này, mẹ dẫn chúng con về với Chúa. Mẹ dẫn chúng con về với Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ. Và Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, sẽ dẫn chúng con về với Chúa Cha, là nguồn của sự sống. Bởi vậy tâm hồn chúng con vui sướng. Thưa anh chị em, đây là những ngày hạnh phúc và những giây phút hạnh phúc nhất của anh chị em trong ngày sống. Bởi vì anh chị em đang đến gần Đức Mẹ. Và khi đến gần mẹ của mình, mẹ sẽ chỉ dẫn cho chúng ta những điều hay lẽ phải. Mẹ sẽ chỉ dạy cho chúng nhớ những điều chúng ta làm sai trái. Và mẹ sẽ sửa lại con người của chúng ta. Mẹ thắng ma quỷ, mẹ đạp dập đầu con rắn Satan bởi vì mẹ được trong sạch, bởi vì mẹ đầy ân phúc của Chúa. Thưa anh chị em, ngày mà chúng ta chịu phép rửa tội, Chúa cũng cho chúng ta cái áo trắng mà Đức Maria mặc khi mẹ hiện ra ở đây, tức là áo trong sạch hoàn toàn. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta cũng có nhiều những lúc chúng ta làm hoen ố đi. Bởi vậy mỗi khi đến đây, mẹ là mẹ Fatima muốn chúng ta đến dòng suối kia trước mặt anh chị em dưới chân của Chúa. Đó là dòng suối của Đức Mẹ Fatima. Mẹ lấy dòng suối từ trái tim của Chúa, và cái dòng suối đó sẽ rửa sạch anh chị em, sẽ làm cho tâm hồn chúng ta được trong sạch. Anh chị em đến với Đức Maria, luôn luôn chúng ta xin với Đức Mẹ chữa lành thân xác chúng ta, chữa lành bệnh nọ tật kia, ban cho chúng ta điều này điều khác bên ngoài. Nhưng mà ở đây, thưa anh chị em, mẹ Fatima muốn dạy anh chị em đi vào trái tim, tức là con người trái tim đã bị xa cách Thiên Chúa thì phải làm sao để cho chúng ta gần Thiên Chúa bằng cách là Ngài sửa sạch chúng ta. Bí mật thứ nhất của Fatima, Ngài mời gọi chúng ta đó là hãy ăn năn cải thiện đời sống, bởi vì có thưởng có phạt, bởi vì có Chúa thương chúng ta, nhưng mà chúng ta có đón nhận tình yêu thương của Chúa không? Thực ra xin Đức Maria khi chúng ta đến uống dòng suối đó, chúng ta nhớ lại bí tích rửa tội của mình. Hãy từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỷ, từ bỏ tính mê nết xấu. Và đó là cái đầu tiên, cái sứ điệp đầu tiên Đức Mẹ Fatima mời gọi anh chị em. Nếu chúng ta không có bỏ những cái điều xấu đi, nếu chúng ta không có từ bỏ ma quỷ, chúng ta không có Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta được. Bởi vậy, sứ điệp thứ nhất của Mẹ Fatima mời gọi chúng ta hãy để lòng chúng ta được thanh tẩy, hãy để lòng chúng ta được hoán cải. Và khi chúng ta hoán cải rồi, thì chúng ta mới có Chúa được.
anh chị em có thể chọn. Chúa mới cho chúng ta tự do để chúng ta nói dạ hay nói yes hay nói no với Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta nói yes với Chúa, Chúa ở với chúng ta và Chúa sẽ đi với chúng ta như Đức Maria vậy, chúng ta mới có ơn phúc được. Mẹ đầy tràn ơn phúc bởi vì mẹ có Chúa. Mẹ đầy tràn ơn phúc bởi vì tâm hồn mẹ trong sáng. Nếu chúng ta muốn có Chúa trong trái tim của chúng ta, chắc chắn thưa anh chị em, chúng ta phải nói no với ma quỷ, nói no với tội lỗi, nói no với những cái gì mà chúng ta thấy là điều xấu. Đó là điểm mà Đức Mẹ nhấn mạnh ở nơi đây. Chúng con tạ ơn Chúa bởi vì thưa anh chị em, Chúa đến với chúng ta và ngày hôm nay Đức Mẹ nhắc cho chúng ta điều đó là điều căn bản của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta xin với Đức Maria, mẹ thưa vâng với Chúa, bà Eva và ông Adam đã nói no với Chúa. Giờ đây chúng ta phải thưa vâng với Chúa như Đức Mẹ. Anh chị em sẽ đến, Fatima sẽ đến Lộ Đức. Và Lộ Đức, Fatima hay bất cứ nơi nào Đức Mẹ ra, Đức Mẹ đều nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu con người, Thiên Chúa muốn cứu chúng ta. Chúa không có phạt ai hết. Vậy chúng ta có muốn để cho Chúa yêu không? Có muốn để cho Chúa cứu chúng ta không? Thì chúng ta phải thưa xin vâng. Nếu mà không vâng với Chúa, chúng ta có tự do chọn lựa. Chúa không phạt, nhưng mà chúng ta có để cho Chúa yêu chúng ta không? Chúa yêu thương chúng ta không? Chúa cứu chúng ta không? Đó là lời Đức Mẹ nói với chúng ta. Và thưa anh chị em, sứ điệp thứ hai của Fatima đó là hãy thắng, trái tim mẹ sẽ thắng. Hãy dâng mình cho trái tim của mẹ. Và anh chị em thấy đó là con đường mà Chúa muốn cứu thế giới và muốn cứu nhân loại chúng ta ngày hôm nay. Cũng như anh chị em sống trong cuộc sống gia đình. Nếu không làm từ trái tim của anh chị em, nếu không làm từ tình yêu của anh chị em, không có việc gì mà chúng ta có công phúc hết. Và chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta đi qua mọi cách cư xử và hành vi của chúng ta từ trái tim. Nếu không có trái tim, không có tình yêu, anh chị em sẽ thấy vất đi hết và vô ích. Thực ra sứ điệp thứ hai của mẹ mời gọi anh chị em hãy sống trong tình yêu của Chúa và sống với tình yêu đó. Và phải có tình yêu của Chúa, phải có Chúa anh chị em mới có tình yêu được, phải có tình yêu chân thật được. Nếu không, chúng ta sẽ giả dối như Satan. Và sau đó sứ điệp sau cùng mà mỗi anh chị em chúng ta hàng ngày chúng ta cất kinh kính mừng lên. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Thưa anh chị em, đó là sứ điệp thứ ba của mẹ Fatima dạy. Hãy nguyện kinh bân côi suốt mọi ngày trong cuộc sống để thánh hóa anh chị em, để cầu nguyện cho tội nhân trở về với Chúa và để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Kinh bân côi sẽ đưa anh chị em vào mầu nhiệm của ơn cứu độ ngày hôm nay. Kinh bân côi sẽ đưa anh chị em vào mầu nhiệm tình yêu thương của Chúa. Kinh bân côi sẽ là con đường vắn tắt nhất của phúc âm để anh chị em đi vào với Chúa Giêsu Kitô con của mẹ, và Chúa sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Anh chị em hãy đọc với tất cả lòng yêu thương, với tất cả tinh thần, với tất cả trái tim của chúng ta. Đừng đọc bằng môi miệng. Anh chị em cố gắng đọc thật nhiều kinh mỗi ngày không vô ích. Nếu chúng ta đọc một kinh kính mừng mà đọc lên, đọc với tất cả tình yêu, thưa anh chị em sẽ thánh hóa anh chị em và sẽ biến đổi chúng ta rất nhiều. Bởi vì đó là khởi đầu của ơn cứu độ của chúng ta. Một vài tư tưởng rất đơn giản để gửi đến anh chị em trong ngày hành hương hôm nay, nhất là trong buổi sáng tinh sương đầy. Xin Chúa ghi tạc vào lòng anh chị em những lời mà Đức Maria muốn gửi anh chị em. Đức Mẹ sẽ đi với anh chị em nếu chúng ta để cho Đức Mẹ vào trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta thưa lời xin vâng với Chúa với tất cả trái tim trong sạch của chúng ta, với tất cả trái tim yêu thương của chúng ta. Amen. Rồi chúng ta đứng để dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Đức Mẹ Mân Côi là dịp để chúng ta khám phá ra vị trí của Đức Mẹ trong mầu nhiệm cứu rỗi và chào mừng Mẹ Thiên Chúa qua kinh Mân Côi. Nhờ Mẹ truyền cầu, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện. Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Xin cho người tín hữu siêng năng đọc kinh kính mừng. Đó là lời Thiên Sứ Gabriel
nhân danh Chúa Cha ngợi Đức Mẹ cách xứng đáng và tốt đẹp. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Xin cho các mục tử luôn biết trao phó cuộc đời và sứ phụ cho Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn và soi sáng cho các tông đồ được thành quả tốt đẹp. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Xin cho mọi thành phần trong giáo phận, gia đình tích cực thực thi truyền lệnh, lệnh truyền của Đức Mẹ, hầu thăng hoa bản thân và cứu vãn thế giới. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Xin cho các tông đồ giáo dân biết sẵn lòng đón nhận lời Chúa và trở thành khí cụ tuyệt vời cho mầu nhiệm nhập thể. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Và chúng con dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của riêng chúng con, cũng như tất cả những ước nguyện của những người xin chúng con cầu nguyện, đặc biệt những ước nguyện mà chúng con ước ao khao khát, như ước nguyện của cha mẹ của chúng con được mạnh khỏe hơn, ước nguyện riêng của chúng con cho những người này khỏi bệnh tật này nọ. Chúng con cùng dâng lên Đức Mẹ, xin Đức Mẹ giúp chúng con để xin Chúa thực hiện ban phần hồn cũng như phần xác trong cuộc sống của chúng con. Và xin Chúa tiếp tục chúc lành cho cuộc hành hương của chúng con được đạt nhiều kết quả. Đặc biệt chúng con gia tăng lòng yêu mến Đức Mẹ và yêu mến nhau nhiều hơn. Chúng con dâng tất cả những lời nguyện đó qua lời truyền cầu của Mẹ Ma Thánh Cả Giuse các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đặc biệt vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho chúng con hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết đề tâm hồn suy ngẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đang được hưởng những phúc lộc người đã hứa ban.
người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Vì Đức Trinh Nữ Maria là hằng lần đẹp lòng Cha trong mọi sự, người luôn chấp nhận chương trình cứu chuộc của Cha, nên đã hoàn toàn tự hiến cho công trình cứu chuộc của con Cha và trung thành phục vụ. Chính vì người đã hết tình phục vụ Đức Kitô, nên Cha đã ban cho người muôn phần vinh hiển. Và vì người đã xứng là nữ tỳ hèn mọn, nên Chúa đã tôn người làm nữ hoàng bên cạnh Chúa Con, để tiếp tục cầu thay nguyện giúp chúng con được nhờ. Chính vì thế hiệp cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Thánh Cha Francisco, Đức Giám mục Giuse, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng con, Thánh Francisco và Jacinta Marto và toàn thể các Thánh,
đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh cho cứ thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện cả sáng nước Cha trị, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ khó nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em và cùng Cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu được hạnh phúc cùng Người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Theo như chương trình, chúng ta ngay sau thánh lễ chúng ta sẽ trở về cái nơi cách hạn chúng ta sẽ dùng sáng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Chúng con cũng nhân tiện ở đây cảm ơn Cha rất nhiều chia sẻ lời Chúa với chúng con. Xin Chúa chúc lành cho Cha và tất cả những việc mục vụ của Cha. Cảm ơn Cha. Mẹ ơi, đời nói tiếng theo mẹ, lòng con biết nói gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin ơn. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm quý dân ta đây đó. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và chúng con trong ngày ra tay đêm mẹ Chúa Trời, xin trở về cho con đời chúng con trong cơn gian nan thiếu thốn, đừng đưa lòng trên hiền bị sáng lên. Chúng con ra khỏi sự giữ an. Lạy Chúa Giêsu, cứu rỗi chúng con. Lạy